Này may mắn ghê, đi dạo chợ chơi thì mua được mảnh này đẹp vậy mà có 200 tệ. Loại vật liệu này là gốc rịa sau khi đã lấy vòng tay. Về cơ bản lò vòng tay sẽ không sử dụng chúng nữa. Nhưng đã đến tay tôi sẽ biến anh ta thành báu vật một lần nữa. Các bạn có tin không? Tác phẩm này hôm nay là một cô gái dùng tiền tiêu vặt của mình tìm tôi làm một chiếc xuyến tay để thắt dây. Cô ấy muốn một hoa sen nở rộ, muốn tặng bạn thân của cô ấy làm quà sinh nhật. Nhưng khi tôi sắp hoàn thành, cô ấy hỏi tôi có thể trả lại không? Tôi hỏi cô ấy tại sao. Cô ấy nói bạn mình vô tình đọc thấy tin nhắn và không thích những thứ làm bằng tay thủ công. Có tặng thì nên tặng vài cái bánh tốt rồi, tiết kiệm một chút. Đang học và làm không nên tiêu tốn nhiều như thế này. Tôi nói mặc dù đã gần xong, nhưng với tình cảm và một tình bạn tuyệt như vậy, tôi thật sự bị thuyết phục. Rõ ràng là làm để kiếm tiền mà giữa thành làm vì đam mê rồi. Tôi quyết định tặng cho cô ấy mà không lấy tiền. Lần đầu tiên tôi làm việc theo đặt hàng mà miễn phí như thế này. Tôi kiên trì gửi video. Tôi muốn nhiều người biết đến nghề thủ công truyền thống, tìm hiểu về nghề chạm khắc ngọc. Ở đây cũng cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã xem tác phẩm của tôi. Bạn không chọn xem trai xinh gái đẹp, mà chọn xem một thợ điêu khắc. Tác phẩm này tôi đã làm xong và gửi đến cô gái rồi. Đây cũng là mẫu xuyến hài lòng nhất mà tôi từng làm. Lúc làm thì khá rắc rối, bởi vì chi tiết rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên mỗi lần tôi làm mẫu này đều phải mất mấy ngày. Video thì ngắn nhưng các công đoạn là dài lắm. Lúc đầu khi nhận thiết kế, tôi không nghĩ lại là cô bé sinh viên 19 tuổi. Rất ít người trẻ thích hiểu và chịu chi cho các sản phẩm điêu khắc truyền thống. Cũng không phải là quá đắt nhưng là giá trị ở tay nghề, chất ngọc là một phần nhỏ. Vấn đề là mọi thứ kể trên đều có ý nghĩa để định giá một sản phẩm. Chỉ là muốn chia sẻ đến mọi người vẻ đẹp của nghề điêu khắc thủ công. Tôi cũng nhân cơ hội này chúc bạn trước màn hình tốt lành như ý, sức khỏe dồi dào, nguồn tài chính vững chắc. Trông rất đơn giản. Thật ra tác phẩm này cũng làm đi làm lại nhiều ngày. Bạn bè, nếu bạn cũng thích tác phẩm này, thích xem mộc điêu khắc bằng tay nghề thủ công, còn hy vọng bạn đẹp trai và xinh gái, bạn có thể dùng vài giây để bày tỏ cảm nghĩ, để ủng hộ video người thợ thủ công không? Sự ủng hộ của các bạn là động lực cho sự phát triển liên tục của các nghệ nhân. Cảm ơn mọi người.